chim rừng trên dài. Nghèo ngài vinh quang phúc đại hoàng ca. Ta chúc ngài vinh quang thân liệu hy sinh không mang nga quy, mang chiến công về trong tay thân liệu hy sinh. Cùng lê quê nguyên xoay thử sức tài thần có tài ô lợi hắc pháp phục tàu bố đồng quyết vô quái phạt ban chi mạng thi gian. Chớ khoe khoang chỉ có ta đến dùng tiền phan thần thông với mi nữ tướng tài xuất chinh cùng mi tranh thương tử sanh tài mi đem quân vào nơi hiểm sâu mạng mi giao vào tài của ta phải đó là điều nguyện nha. Còn lê quê sao không xuất chinh nè cần gì nhọc đất quyên à nhung à. Rồi ngươi sẽ biết tài ô lợi hắc
khủng hoảng sang rủ sát quân ế đường. Ta thương giáp
xuất chinh. Riêng chiến đấu một phen thử hùng, do cho coi ta lát sáng thiên bào, ngầm cười nơi chính sông. Phụ vương,
thành bãi tải ư thiên, nay ngàn bãi binh phải đành cam liều chết. Cái chết ấy là cái chết liều, trận này bại ta sẽ còn trận khác. Đừng mà vì trong phút giây năm mươi cạn mà thiên thu khóc khi hận trọn đời. Chị ơi ô lời hát một binh đường về rất hiểm, chị em ta nên liều ta được hữu xong. Khai tử lỗ tìm cách buôn đạo, nếu trì trệ khó thoát dòng tai biến. Người quốc sĩ cảm tình yêu nước bước ra đi, không hẹn ngày về chiến bào màu nhuộm phù tê, kiếp hồn liêu bước nữ lưu đại đường. Hỡi ơi đành phải đem mau xương đắp bụng cho tổ quốc, liệu tự sanh tìm cách đào giông, miễn sao bao trọng được phá quân về trình lại nguyên nhung đình liêu. Kim Liên đem xương máu dung bồi cho tổ quốc, đem ruột gan bồi đập giang sang, miệng là đất nước vạn an, đừng cho mắt phải gông cùm liêu bàn. Ô lạc khủ dây xin lộ, chúng ta khai được mau trở về, lần theo sào huyệt sơn khê, bảo tồn binh tướng thừa cơ báo thù. Nhưng khổ anh tình hơn của tôi, anh đã nhiều tiếng quân cùng chưa tướng chuẩn bị pha dọc vậy, tôi khai đường mau, vũ chúng theo truy kích. Một thân nhất khổ dân thân vào hổ huyệt, đành lòng nào cho cảnh sanh ly. Tần Hân, tôi nè, anh đừng có học theo nhi nữ thường tình, để nhất khổ anh hùng khi đoạn. Nhất khổ anh, anh hổ tiết Kim Liên, anh hổ Kim Liên con quên con vợ cưng của anh. Đừng có khóc, đừng có miếu, anh sắp ra trận mà em gấp anh miếu xui lắm, đừng có khóc. Nghe ngào phúc chia ly, sợ chàng trước gian nguy. Ninh mất, tôi đừng than khóc, ơn Chúa ban trên đầu. Tình kèo sơn, như chẳng phải anh rời đầu. Em ráng thương ở vậy mà nuôi con. Em khóc thúc thích làm tim anh nó nhúc nhích. Nín đi đừng sầu bi, chúng ta suốt đời sống bên nhau không tách rời, tình hai ta triền miên. Thôi đừng có khóc nữa, xui lắm, để ta xuất trận tiến quân. Xin nguyên nhân cứu cấp trở binh vượt giải nguy, điệu Nguyệt Nga thổ quyết lâm ly, bị bủ tán của ô lợi hết. Hãy dìu Nguyệt Nga vào an nghỉ hậu dinh, dũng linh dược bệnh căn sẽ bình phục. Xin dân. Cô bơ, cô bơ. Chuyện gì? Tô Vũ Đồng ô lợi hết lâm quyền, thách thức quyền xoáy chi trường tranh cao thấp. Ô lợi hết quái găng. Nếu chẳng sớm trừ ô lợi hết, thì khó mong gì chinh phạt Tây Liêu. Chớ tăng tất cả cùng nhau phân binh chia ra bốn mặt trận
hoàng nữ Lê Quy. Tiên phong giao cho hơn ngô điều binh tướng lớn, lớp trận hậu binh bóng xoay trổ tài, quy kiến băng địch hồ tiên tổ phải nghiêm minh, bao quốc chọn chung sanh tử chẳng màng. Và chúng tôi đây nguyện đồng mà tâm hiệp mà lực, bảo vệ non sông ở kiếm giới Tây Hiệu. Tiến qua tiên quân tiến bước do thổi ngã đại kỳ. Niềm trời xui khiến do tạc ngã đại kỳ, hận nước dai mang đành nén lòng toan tinh, lĩnh truyền quân sĩ chuyên án binh bất động. Không, kim dương tướng luôn lãnh màng không thấy được, còn chưa ý tài võ giống e chiến bại danh nhơ. Còn tuy rằng lão thuộc binh thơ, nhưng chẳng phải là tay đối thủ. Dạ thưa mẹ, con tủi nhục vô công di sủ, thức lóc đao bất báo quân dương, thân này dù vô sáng trong chiến trường, cũng đẹp giả gì tận trung bảo quốc. Mẹ nay đà đoán trước, con thất bại hao binh, di lĩnh hành pháp luật điển hình, kiếp trở lại hậu dinh an nghỉ. Đã là đang dũng tướng, ta nào quý tử tham sanh, mọi người tài ai gọi đấng hùng anh. Cầu xin mẹ, cầu xin mẹ cho con xuất trận. Cầu xin cùng trên, cầu xin mẫu từ xót thương, xin đi cho con điều quân tiến binh, đã về đền nơ mai dâu. Nào cam ngồi trong tặc quân quá lòng từ kiêu, hay chớn luôn dám cãi lời xoay mẫu truyền à bà. Kim Long Tuyền mẹ chưa ngân, luật chẳng dĩ kỹ dĩ à thân. Dạ thưa mẹ, truyền án binh bất động. Dạ thưa mẹ, án binh bất động. Dạ thưa mẹ, án binh bất động. Tức tức cha cha. Bấy lâu một góc trời liệt quanh, nay về đường quốc mai một anh hùng lén xuất trận đồ, họ tội cũng là ca. Tổng kỳ dạ, trường thương tôi lên.
đón đáp mình à. Tướng hổ giao tranh mới biết tài cao thấp. Sa ô biên. Nguy rồi, Đề Nhi, dạ. Đề Nhi, dạ. Con đừng có chuyện
tiết ứng luôn bạch long tử nên duyên ai hảo. Nay thương chàng cốc khẩu khổ thân, vậy ta mau lại đáo dương trần trước cứu bạn sao vậy cán lệ. Giáo quan, dạ bẩm công nương, bạch lâm tử là người dương thế, còn công nương là bích phụng ở thủy cung, nếu ra đi phải quá dạng cải hình, còn em xin được theo hầu cho có bạn. Hay á, tỷ nhiên hãy mau biến hình đổi trang, ra nơi trần thế ngự núi phùng hoàng, để ta đợi chàng cải biến dung nhan. Hồ biến mau dùng rủi tìm đường về nơi tận chôn ái quan, khổ thai hôm nay đành cam tới với thầy thất lạc hoài phàn, đường đi lắm nẻo quanh co, ôi à, bụng đói cào mà cái cổ thì to muốn họ nếu họ thì ắt phải nghi to, dục mã lưa công giải phá muôn binh tìm đường về chôn ái quan. Ai nghe tiếng ai xa xa gian một góc rừng như tiếng chủ gia, ai đó tổng kỳ có phải không, ai đó tổng kỳ ở đây, lần xem thứ coi cái ra là hai. Cậu ai tổng kỳ em chết đói mấy ngày rồi, tôi chết em rồi. Cậu ơi em có sao không? Dạ không sao hết á, sắp có trăng rồi. Trời ơi, cậu hăng máu được theo Ô Lợi Hắc, còn em đây máu nó phát hăng bị giặt rượt chạy muốn nhăn răng. Thôi cậu ơi, cậu cháu mình tìm lối phân phân, thầy giờ tới một đường dung rủi đi cậu. Ta những mảng nước sông trận tám, nào về đổ thất lạc bá quân, đợi hắc đạt dục gió xa chân, ta mắc cái lọt vào cốc khẩu. Tổng kỳ ơi, ngựa hết cỏ ỉ chân không giờ gót, người hết lương ta khô nổi lên yên. Sao cậu? Nhưng muốn danh thơm sanh tự chớ ưu phiền, mau khai đường máu triều đường tiến mã. Đứng tôi lên, ta mau kiếp mi nói đường xưa đồng má hồi quy, lần đi trong tối tăm. Em đã thuộc kia là con đường tiểu lộ, để cho em này dẫn đường cậu cháu mình về đại đường theo em. Trời ơi, người ta voi dài tôi. Sao? Ê, người kia, người ở đâu lạ mặt? Sao dám đến chỗ này? Người ở đâu tên họ là chi? Chắc tới số đến đây nạp mạng phải không vậy hả? Chả, chả này, sao mày dám đầu binh ngăn cản? Có biết ta không? Người là ai? Chức tổng kỳ tiền đội tiêu phong, cùng tay liêu đấu hổ trên lông, khả tránh chỗ cho ông theo giặc. Giặc à, giặc là ta, ta đây là giặc, ta đây là giặc à. Ta nói cho nhà ngươi được biết, như ta giúp đoạt đường cao xã tắc, cho biết tài danh tướng dường bao, ta bảo nhà ngươi đừng khoe sức anh hào, để cùng đó đến chơi cho biết đó nha. Con gái tướng ốm yếu cũng khéo làm nữ kiệt nữa. Chị ta ốm yếu hả? Ngươi không biết ta hả? Như ta tuy phụng gây bụng vậy thao lắm. Bể bụng cho em. Em nói lộn rồi, em nói lại như vậy mới đúng nè. Nói sao mới đúng? Tuy phận gái chứ bụng dày cơm trái. Ai ăn cơm trái hồi nào? Làm gì đen đúa vậy? À, chê ta đen nữa phải không? Nè, da của ta tuy đen như tách những con vợ. Ghê quá. Không phải vậy đâu. Da tuy đen tích những ông lò. Nè, bộ bên nước mi không có trai lãnh ứng tiên phuông sao? Ta là người đi đánh giặc, chứ không phải là người đi cưới vợ sắm lễ rước dâu về cửa mà ra ngoài đường đón. Nè, vậy chứ em cống cống trò chưa? Cống trò là cái gì?
cống trò là có chồng á. Thôi đi, chứ có khoe sức mạnh đuổi rốm chữa lửa, ganh rượu vào tới giạt dầu sôi. Nè, hồi nãy ngươi hỏi ta có chồng chưa hả? Nói cho ngươi biết không, vốn chồng ta nay đã tốt rồi. Tốt bằng anh hay là tốt hơn nữa? Bm hai. Cái mặt gì mà ngu quá à? Tốt thì có nghĩa là chết sao nhà ngươi không biết hả? Trời ơi, non nước gì ăn nói kỳ vậy mà. Xưa nay ta thường nói tốt là đẹp, tốt là lịch sinh. Vậy mà nhỏ này nói tốt là chết chứ. Nè, quá nhỏ này ăn nói ngu si, khéo bắt chước cũng làm mặt bảnh nè. Mi chê tôi ngu dại làm mặt bảnh phải không? Bây giờ ta mới cười ngươi giống thật là thằng điên à. Ta điên chỗ nào mi gọi ta điên? Mi không điên phải không? Vậy chứ sử kinh luân ngươi học ở đâu? Học để đầu. Để ta giải nghĩa cho rành rồi học luôn trót thể. Mi biết rồi, giải nghĩa đi. Nghe đây, vua chết thì gọi là thiên tử viết băng, chư hầu viết quăng, chư phu chư khanh viết tử. Đúng. Chúng dân thời viết tốt, thị đạo lý ngươi bất thông. Hà tiếu ngã nể vì chân ngốc tử. Ngốc tử cái là ngốc tử. Ấy là hổ cha trả đi. Tại vì bởi nhà ngươi xét xử, dám muốn lời nhục mạ cô gia, quyết thận này ta chẳng dung tha, nguyện bắt đó kết làm mẫu tử. Ôi, có mẹ này con là mẹ biểu đi con. Ê, thấy là thương là bộ hả? Không đánh gãy răng bây giờ. Thì anh mới vừa nói đó, nguyện bắt đó kết làm mẫu tử phải không? Có học trả lời đi, mẫu là gì? Mẫu là mẹ. Tử là gì? Con. Con trai cưng là mẹ biểu đi, con trai đầu lòng của mẹ. Vậy cũng nói có học. Ta nói nghĩa mẫu là mẹ đúng rồi, còn tử này đâu phải tử con. Cái là cái gì? Tử này có nghĩa là tử chết á. Ta nói má coi chừng má chết nha má. Chết rồi. Qua nói lộn mà em. Nguyện bắt đó kết tình chờ giọng. Hả? Chờ giọng? Chờ giọng là cái gì hả? Chờ giọng là chồng vợ á, vui lắm á. Trời đất, con trai gì mới gặp gái hơi quỷ mà. Cái gì gái rồi. Nè. Hả? Mày làm gì mày chận đường rồi vậy? Không biết mà hả? Ta là ăn cướp ở nơi phụ hoàng sang. Hay chưa? Nè, ăn cướp con gặp ăn cướp cha rồi. Hả? Ngươi là ăn cướp mà hả? Chứ sao, cậu ta tại núi Ngọc Chúy sang. Mi đi dài. Cô ta. Cô mi à, kêu cô mi đi. Rồi, chờ đợi nghe không? Dạ thưa cô. Điều chi? Có hào. Để đó cho ta. Hay quá. Nghe ta nè. Dạ thưa cậu. Điều chi? Có con gái. Gái sao hả? Gái sao? Đón đường. Thế mi ra dục tuấn mã bồn ba thượng lộ. Lượm mi như sơn nguyệt giao đầu, nhãn quan như ngọc chiếu thủy châu, bộ tứ tỷ như thân đầu điểm tuyết, ấn này người kia. Có ta. Người ở đâu sông nước, phòng dục gió muôn cương, thiếp đoái nhìn lẫm lẫm quay phong, tường danh tánh hà cư hà xứ vậy. Ngã thông xuất hùng binh bố liệt, nệ vẫn chi tiệt lộ hà vi, bộ hành ta đang dục tóc buông phi, dù cớ mi cản hà cảm vấn. Muốn hỏi thì nghe ta nói đi. Nói đi. Như ta đây trước kia, Ngọc Tuyết lãnh giang danh quay thế, Kim Quy Đường thông xuất Tây Chinh, ta kính phàn nương là mẹ, ta là dưỡng tứ minh linh, ngã tánh tiết ứng luôn danh tự. Tiết ứng luôn à? Tên đẹp dữ. Không cần nàng khen. Tên đẹp thì tôi cứ khen. Ta không cho. Tôi cứ khen. Ta không cho. Tôi cứ khen. Ôi, tên tốt dữ không? Ngữ vậy chứ, Ngọc Tuyết Sang đã có áp trại phu nhân chưa? Kim Tước Sang còn đồng chức quan ương hay là chưa thả lá dâu đào vậy hả? Lập công nghiệp vị thành nguồn phối, Linh Phụng Sàng kém khuyết mỹ nhân, Châu Trần Thành là tháo đầu sơn, cuộc lương duyên là kỳ tâm chi cuộc, nên mẹ cha ta chưa định. Chưa định à? Mai giữ ha. Mai là mai làm sao? Mai gì? Chưa nơi kết tóc mà còn đây
cũng chưa chốn xe dưa. Tiếp muốn tạo lửa hương cho ấm áp cõi lòng, đó chưa vợ, ta chưa vợ, còn đây chưa chồng, thiếp của hổng có chồng. Chắc có lẽ tơ hồng khiến xui gặp mặt. Nhìn chàng áo não tâm can rung rời tay chân, ước mơ tổng tơ sẽ thành. Cảm thấy tiếc và lòng này yêu đương, xin tiếc và chấn phu lời, nặng điếu lòng nên mới tỏ phần. Chuyện ngày kia chưa có nên chuyện nga cười. Đó trái anh hùng cùng là thuyền thuyền, cùng đẹp mối duyên, tất nhiên chút mai sắc ngang cơn. Ơi hay là vô tâm, hoang nghe qua rất là dương tài gan bài. Con gái gì mà vừa gặp trai nè, buông lời trêu cơn mà thay đó nơi đây, đâu phải chuyên tấn tần. Bởi thương đó khuyên tiếc công tử chấm của lời, mà làm cho lỡ dở sự mai. Đây chỉ đôi xứng thai, có chi đâu là cái sắc cái tài nè, mà chàng lại chẳng yêu ơi. Đến cho tuổi qua niên của đôi mình lại phải trôi mau. Thôi thôi nàng tranh, cho ta mau kiếp dời chân, để tìm đường về nơi đồng ma tống kỳ, thì tớ ta mau lướt dập về đại đường. Ác khoan bà công tử, thiếp không thả lá sao lá trôi dòng ngự, không quấn chim sao chim đến giường đào. Ác thảo nào thục nữ gặp anh hào, sao mà chàng hờ hững vậy? À thôi mi đi, hạt đâu sánh với ga lòng một lũ, cọp đấu kỳ với thỏ nọ một chuồng. Vì lấy thước đo làm sao biết trời nọ tròn vuông, cốc mấy thỏ chạy đua hơn ngựa, mà mi hồng vô ích. Thiếp lấy lời thế mà, chàng nhục bá nhiều điều. Biết tôi là ai không? Mi là ai? Anh tôi là Ô Lợi Hắc Danh Đề, thiếp hảo tử mỹ danh thần nữ. À, gặp kẻ thù rồi. Sao? Anh mi là kẻ thù của ta, nguyện bèo ta có cho há thâm thù. Tống kỳ mau kiếp lấy đầu của nữ tướng Tây Liêu. Xin tôi lên đi. Cô cháu ta ra tài cho biết hết. Chết rồi, bị bủ phép mãn chung dĩ tuyệt, nàng đào thân thọ ô hô,
tận thôi thị vô phương, tiệt gia cam thọ hại rồi trời. Cậu, cậu bị bắt rồi hả cậu? Cậu bị bắt rồi. Cậu bị bắt rồi, để em trả trả thị cho nữ tặc, giảm dụng các thần thông, sống chết vẫn một lòng. Coi đây, coi đây, mau tạm đường, mình lặng. Tống Kỳ, Tống Kỳ, Tỳ Nhi, dạ, mau bắt hắn lại. Là vừa rồi anh đây ngó thấy rõ ràng cậu của anh đã bị cô em bắt giữ giữa xa trường, nên chạy tới đây đợi chờ chứ đâu phải bôn đào mà em đi quan cho anh. Vậy hả? Ý mèn đét ơi, vậy mà tôi tưởng anh chạy trốn đó chứ. Tôi phải chạy trốn, cái đó là anh chạy tới cái điệu ra thai thử coi em hay biết không vậy chứ. Nói thật, mới lần đầu tiên gặp em thế nào? Anh yêu em vô cùng, vô tận, vô bờ, vô bến lận em ơi. Ôi trời ơi, ước chi anh cưới được nàng. Anh sắm vàng còng cổ. Cái gì còng cổ? À, lộn, sắm vàng kiềm cổ cho nàng, đeo đỏ tay. Làm quá nhà là thợ bạc không bằng gì hả? À, Tống Kỳ nè. Ai? Em yêu tình, yêu tình nước vàng. Chứ em đâu phải yêu vàng của anh. Nếu vàng sự thật yêu em. Sao? Nè, ái tình là yêu nhau, là tin nhau được rồi, tại sao phải thề? Là để tỏ lòng chân thật của anh đó. Thôi cũng được. Nè, em tên gì đó? Em hả? Em tên là Lê Hoa. Cái tên này nghe êm tai dữ ha. Dạ. Rồi được, anh thề đây. Ông ngài, con gian gái tơ Hồng Nguyệt Lão chứng cho con tên là Tiết Canh, nguyện kết chung tình cùng với nàng Lệ Hoa. Nếu mai sau phụ bạc nghĩa chung tình, xin trời đánh chết hết bên dòng họ vợ. Ê, trời đất ơi, sao kỳ vậy? Thiệt anh là con người giả dối mà. Thôi tôi không chịu đâu. Khoan. Anh thề dòng họ anh ta, anh rửa dòng họ anh ta chết hết à? Phải, anh hiểu rồi. Em mới nghe anh thề trời đánh chết hết bên dòng họ vợ em giận không? Chứ còn gì nữa? Nè, đừng giận để anh giải nghĩa cho nghe. Sao? Anh thề vậy là vì kẻ chết là hết, người sống là đau khổ. Nè, anh hỏi em nè. Sao? Anh chết em có khóc không? Khóc chứ. Có buồn không? Chút chút. Có để tan không? Nửa mảnh thôi. Hả? Sao em ích kỷ người chết vậy? Anh không nghe người ta nói sao? Nửa mảnh khăn tan chít lên đầu người trinh nữ đó. Thôi cũng được. Đó, vì thế nên nếu em có mạng hệ gì, bên anh phải lo ma chay tống tán, lo mồ yên mã đẹp, lo kỵ cơm cúng quải trang hoàng. Vì thương em, anh mới thề cho dòng họ em chết hết, dòng họ anh sống, đó là tự anh hành hạ dòng họ bên anh đó chứ bộ. Thôi, em không chịu đâu. Không biết anh thề cái khác thì em mới tin hả? Không chịu thề đâu hả? Thôi được, anh thề lại nha. Tôi biết canh xin thề nè, gian dối trên tờ hồng nè. Thề một lòng không gian dối em, anh trọn lời chung thủy. Đứa nào phụ lòng bội nghĩa ở ăn hai lòng, nỡ phụ tình thề lọt xuống sông vết lên cầm vòng mà như con cầm. Dây hồng em quyết đối anh, đối anh tổng kỳ cho anh vui.
nhị tì. À, sao sắm chối anh vậy nè? Đây là ái tình mới mà mời anh về. Mi có sợ chết không? Không, anh hùng thà chết chừng hơn sống dục. Không sợ chết à? Được, lâu lâu. Sợ à? Thôi được rồi, Tống Kỳ, ta muốn nhà ngươi giúp ta một việc. Việc gì? Nhà ngươi làm mai cho ta với Tiết công tử. Không, Mi là em gái cô Lệ Hắc. Là kẻ thù thì làm sao cùng cậu ta nên duyên chồng vợ cho được. Tống Kỳ, nhà ngươi hiểu lầm ta rồi. Vì cảm sát nghe danh họ Tiết, muốn tử tài cho rõ sức hùng anh, nên ta nói dối mình là em của Ô Lợi Hắc. Chứ thật sự ta là thần nữ, có tiền duyên cùng Tiết ứng luôn. Sao? Nàng nói thật. Nếu nàng không phải là người Tây Liêu, nếu không phải là em của Ô Lợi Hắc, à thì được, tôi hứa được. Nè tôi nói thiệt nha, ngoài tôi ra đó có ai mà nói cho cậu tôi nghe đâu. Ngoài tình cậu cháu, tôi còn làm mai đã ba đời rồi đó. Như tôi làm mai đây á, trai không vợ tôi nói cho có vợ, gái không chồng tôi nói phép sẽ ế chồng. Lộn, gái không chồng tôi nói phép sẽ đắc chồng. Tôi nói cho kẻ bắt hiệp người nam, tôi nói cho trai tần hòa gái sợ, duyên ai giàu lạc lẽo, tôi nói phép mặn nồng. Dẫu cho ai mặt nám da đen, tôi dồi mài thét mặt mày nó chảy máu. Vậy là chết người ta rồi. Đâu sao, nó chảy máu, sức nghệ vô lạnh cắn chứ gì. Vậy hả? Được rồi, ta sẽ cho Mi mời công tử ra đây. Ta lánh mặt, rồi bao giờ Mi mới trả lời. Dạ. À, tôi giả tiếng gà kêu gọi. Tiếng gà gọi? Dạ. Được, Tì Nhi. Dạ. Cô cho quyền em. Tôi lĩnh, tôi lĩnh. Dưới quyền sai khiến của Tổng Kỳ. Nghe chưa? Mi bây giờ là ở dưới quyền sai khiến của ta. Hãy nghe đây. Trịnh trọng vào trong. Mời Tiết công tử đến đây. Tổng linh. Nhận lên. Mở trói cho ta. Mở trói hả? Ờ. Nó đi. Kìa lên. Hả? Rồi. Đi vô. Vô hả? Đi. Hết thận ha. Vô à. Đi. Tổng Kỳ. Dạ. Tại sao ta bị bắt giả về đây? Còn Mỹ được thông thả ra vào, vậy đầu đuổi sự thật như thế nào? Chờ dấu gian cai bài sự thật. Lúc công tử giao tranh thần nữ dùng tà kháng phép thuật, cậu bị thành thân thỏ thuộc. Em ba giò ngã bốn cẳng em bỏ vòng. Tiếc cho ta một lòng tin cậy, còn đi chỉ lo cho mình toàn vẹn. Đi chung một đường thầy tớ gặp nguy, nàng mi tắt nẻo buồn đi. Công tử trách thế đã quen em rồi, em chạy đây là em chạy kê chạy mưu, em chạy tuôn về tại chôn đại đường. Bao tin này cho phàn chủ soi đặng hay. Dạ bà liền đem đại quân đến đại chiến Phụng Hoàng Sơn, đã toàn thắng dễ dàng, thâu phục về cho đường quốc rồi. Vậy mà mi không nói trước để ta phải sách lầm. Xói mẫu ta hiện giờ ở đâu? Dạ bà, dạ đang kiểm điểm ba quân tướng sĩ, dẫn ta đến bái mừng mau. Dạ khoan. Dạ bà biết cơ công tử suốt mấy ngày chinh chiến mệt nhọc, đói cơm khát nước. Bà sai em lo cho công tử, bà lo kiểm điểm ba quân xong sẽ giáp mặt. Tổng Kỳ. Dạ. Ngươi hãy vào dẫn thần nữ đến đi, cho ta tự tay chém đầu rửa hận. Xin tuân lệnh. Sao mi không đi? Dạ thưa cậu, cậu mới biểu em vào nắm đầu nó hay nó nắm đầu em. Gì? Dạ đâu có gì đâu. Dạ em cũng giống như cậu nha. Ta hiểu rồi. Thì ra Mi là kẻ quý tự tham sanh, đâu bọn Thảo Khấu cường sang. Dạ đâu có. Xưa em là kẻ lầm đường lạc lối, nhờ bà dẫn dắt về nẻo Quang Vinh,
thì em có ngu dại mà quay về con đường tà đạo đó nữa đâu. Thế tại sao ta bị giam giữ còn nhà ngươi được thông thả ra vào? Dạ vì thần nữ muốn em vào đây làm mai công tử cho thần nữ. Rồi ngươi có bằng lòng không? Dạ em không từ chối. Ngươi không biết nó là em của Ô Lợi Hát sao? Dạ không đâu, vì cảm giác động tình nên nói dối là em của Ô Lợi Hát. Kỳ thật nàng chỉ là thủ lĩnh núi Phượng Hoàng. Nhưng là kẻ địch thù thì làm sao thành trong vợ? Dạ thưa cậu, bà có dạy ta nên thêm bạn đất thù, hơn nữa cũng để giúp nàng thoát cuộc đời thảo khấu lục lâm, chẳng những là điều hay mà cũng giúp cho công tử tròn trung hiếu nghĩa. Bằng không cậu sẽ có ba điều hại. Ba điều hại? Này, dạ lợi hại thế nào nói ta nghe. Dạ em xin nói, nay bọn Tây Liêu đem binh xâm lấn biên cương, cậu thọ chức tiên phong, chưa trừ xong giặc mà bị chết ngoài biên trì, không tướng chống ngăn Tây Liêu sẽ thôn tính đại đường, có phải cậu mang tiếng bất trung không? Bằng ngược lại, cậu còn sống trở về tiếp tục trên đường binh phiên tặc, báo đền ơn dân nợ chúa là tròn chữ trung. Hai là phàn nguyên soái nhận công tử làm dưỡng tử minh binh, cân nhắc lên chức tiên phong. Nếu nay công tử chết, bà thiếu mất tướng tài, ắt phải thất trận vì không làm tròn bổn phận, thì chiếu quân pháp chém đầu bà, thì công tử phải bất nghĩa. Bằng ngược lại, ưng thuận thần nữ còn sống trở về giúp cho bà một cánh tay đảo trừ giặc dữ, phải là tròn nghĩa hay không? Còn điều thứ ba là hiếu. Nếu cậu ưng thuận thần nữ nên duyên chồng vợ, sau này sanh con thêm cháu, đó nói dòng dõi tông môn. Ngược lại, ông bà quá dạng, chỉ có cậu là con trai duy nhất, mà nay cậu không vợ không con, cậu chết như vậy là tuyệt tử bất hiếu. Cậu tuyệt tử bất hiếu nói làm gì? Em cũng chưa vợ chưa con, em chết vì là em bị tuyệt nọc. Người nói có lý, ta nôn nóng muốn trở về Đại Vinh, rồi quyết cùng Tây Liêu sống mái. Thôi được, ta tạm thời giao ước, chờ thư qua cùng soái mẫu của ta. Nhưng ta đã xa cơ, giờ lẽ... thôi được, cậu yên tâm, thần nữ sẽ đến đây tạ tội. Công tử đừng lo nhục nhuệ khí anh hùng. Nè cậu, làm quay lên đi. Làm quay hả? Làm quay lên. Được rồi, để cậu làm quay. Đó, quay lắm đó nha. Nè, đợi em chút xíu nha. Tống Kỳ. Dạ. Công việc ta giao, nhà ngươi làm xong chưa? Dạ xong rồi. Trời ơi, hồi nãy em nói với tiểu thư, gà gáy ra không chịu ra, đợi gà kêu ổ đẻ mới ra. Dạ xong tất cả rồi. Dạ bây giờ cậu em tiểu mợ vô nắm tay. Vô nắm tay hả? Dạ. Tống Kỳ. Dạ. Được rồi, ta vô à nghe. Dạ vô đi. Nhưng mà Tống Kỳ ơi, sao ta rung quá? Rung tức là sợ đúng không? Sợ tức là đang hà hộp phải không? Được rồi, tiểu thơ yên tâm. Bây giờ đó, tiểu thơ nắm tay à, cắn lưỡi, nín thở là xong mọi chuyện. Đâu được. Quên, cắn lưỡi chứ sao? Nắm tay, nín thở là xong mọi chuyện. Vậy thì có gì đâu mà khó. Ta vô ăn nghe. Nắm tay, nín thở. Ai đó? Dạ em. Em là ai? Dạ em là thần nữ. Vào đây để làm gì? Nắm tay. Nắm tay ai? Nắm tay. Nắm tay ai? Nắm tay Tổng Kỳ. Trời, nắm tay tôi chi? Trời ơi, nắm tay công tử Lục Lâm thôi chứ nắm tay tôi làm chi? Trời ơi, ổng dữ quá à. Ta vô gặp ổng, ổng nạt một tiếng chứ quên hết trơn. Thôi em biết rồi, trai lớn lên chưa vợ, gái lớn lên chưa chồng, cậu em mắc cỡ á. Thôi được rồi. Dạ thưa cậu, kêu cậu em lui. Dạ Kỳ. Dạ. Ta với mi như hình với bóng, ta ngồi đi, mi phải đứng đó, không được đi đâu hết. Dạ. Nghe chưa? Dạ nghe. Ta ngồi đây, mi đứng đó, không được đi đâu hết. Không được đâu, không được đi đâu.
Nghe chưa? Dạ. Vinh nè. Dạ. Ta ngồi đây, mi đứng đó, không được đi đâu hết. Em hiểu ý thôi. Dạ xin phép, dạ xin phép cậu, em lui. Dạ xin phép mở, em lui. Anh Tống Kỳ, mạnh dạn lên mới được. Nhấn tài, nhấn thở. Dạ. Ai nữa đây? Dạ em. Em là ai? Dạ em là thần nữ. Vào đây chi nữa? Dạ vô đây để nắm tay. Nắm tay ai? Nắm tay công tử. Nắm tay ta. Muốn nắm tay ta thật à? Muốn. Thật không? Muốn. Nè nắm đi. Tiết công tử, nơi trận chiến thiếp không dễ bài cặn kẽ, vì đến đây thiếp xin kể chàng nghe. Muốn thử sức đó nên thiếp mới dối mình là em của Ô Lợi Hắc. Chứ thiếp đây là thủy cung giới hải tiên thần nữ, vì mối thề xưa đã thấm nguyền. Thiếp với chàng thất nhật quà duyên, đây với đó là duyên tiền định tình nương. Thoáng nghe qua lời vân trời cao khiến xui, nên sắp bài duyên số. Chỉ e pháp hình nghiêm mình thân mâu chẳng tha, đành phải cam gia hình. Mãi không nghe từ thân đề thương suốt chân, dương phép màu hòa hôn u ám. Cơ duyên tấn tần đôi ta chỉ có bấy ngày, mà chẳng thưa qua từ thân. Dưỡng còn người kia là chú, vậy nàng đến xin lỗi đi. À, Dưỡng chú hả? Phải. À, dạ, cháu lỗi lầm không biết, xin Dưỡng cùng chú thứ tha. Ồ, lời hỏi coi. Hỏi hả? Để đó tao. À, ai vậy tiểu bụng quen? Dạ, dạ thưa Dưỡng, người này là tình nhân của con vừa mới ngộ. Cái gì? Tình nhân hả? Dạ. Trời ơi, mới bị lớn bị đặt tình nhân hả? Dạ con giống Dưỡng hồi nhỏ mà. Sao mày nói mày giống tao hồi nhỏ hả? Dạ. Đừng nói chuyện hồi nhỏ của tao, tại vì hồi nhỏ tao bồng bột, thành ra bây giờ tao mới bồng con. Mày đặt bắt trước tao nhỏ làm chi? Trời ơi, ra quân sức trận chưa xong mày đặt tình yêu, tao cho mày hay nha. Mang tội nghe chưa? Dạ. Nghe tao hỏi nè, nàng ấy tên chi, năm nay bao nhiêu tháng, cha mẹ có chưa? Cái gì kỳ cục vậy? Tên gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ còn hay mất. Hỏi đàng hoàng coi. Quên lộn, lâu nóng để quên giận. À, nói lại nè, nàng ấy tên gì? Dạ nàng tên là thần nữ. Bao nhiêu tuổi? Dạ 20 tuổi. Chắc tuổi con voi. 20 tuổi tuổi con mèo. À, 20 tuổi tuổi mèo, lộn. À, quỳ xuống nó coi. Nhích lại gần nhau.
cười coi. Cười lên coi. À được, có lý. Ê hết hết coi. Sao? Hai đứa nó giống mình hồi nhỏ quá ha. Ê xứng đôi vừa nữa ha. À. Nói đi Hân. Được rồi. Này Tiết Bổng Quan. Dạ. Nguyên số về hai tôi tìm kiếm. Tiết Bổng Quan cẩn cấp hồi thành. Dạ. Con xin phép dựng và chú. Chú con có đôi lời tạm biệt bạn lành. Rồi tùng thượng lĩnh phản hồi quan ải. Được. Hai tôi ra ngoài chờ công tử. Thôi kiểu cháu dâu hai chú trở về nghe chưa. Tống Kỳ. Dạ. Em mau sửa soạn rồi tạm biệt ra về. Về hả cậu? Chừng nào hả cậu? Ngay bây giờ. Về ngay bây giờ. Cha mẹ ơi. Tình nương ơi, một lời hứa nên duyên dài ngầu, ba tiếng thề kết nợ thiên thành. Anh nguyện ghi khắc vào tâm, xin em chớ bâng khuâng và ngọc. Cô gia thu phân cao phụ mẫu phòng khi có lùi, để anh về tỏ thật với mẹ cha. Em nên gắn đời tính lành, khuyên nàng cố gượng sầu nuốt thàm. Tiếc lắm.
cánh run dày, tiếng yêu chưa trọn lời. Trời buồn mưa thu, tình khúc phai chi ly, nguyện thề câu chung thủy đến suốt đời không. Chưa hề rời khỏi cửa, đến nay 18 trăng tròn mới chọn được bạn gối chân. Thôi từ đây nuốt sâu phòng the khép kính, bỗng ngại bên tường tiên bước mong. Chỉ sợ trắng ngang xuôi cho tình gian dợt, sầu tương tư dòng lệ thấm trang hoa. Này là rượu anh đính hôn nàng, bao đau thương lê sầu ước mi tuôn tràn, ngồi khóc biệt ly buồn ngồi nhìn nhau giọt lệ sầu đau buồn thương chan chưa. Khi nhớ nhau xin đừng quên kêu tên nhau, bao luyến lưu ân tình ngày nay suốt đời ghi. Xin gian cao dài chứng minh cho tình đôi mái đầu xanh, bùi ngùi nhìn nhau ôi nghe đau xót. Chỉ phút giây ta lìa xa, giọt lệ sầu đau buồn rơi chạc chưa. Khi nhớ nhau xin đừng quên kêu tên nhau, nơi cách xa ôi đau lòng quá ngắn ngọt. Xin cho ân tình mến thương nhau hoài trên quãng đường dài, giờ mình nhìn nhau ôi nghe đau xót. Trong lòng lưu luyến xót xa, trộm lĩnh xuất chinh
quyết một trận tư hùng cùng phiến tướng. Máu nhuộm giáp bào thay phơi trần chiến, tàn cơn binh biến mà dương tướng luôn cũng biệt dạng chốn xa trường. Chẳng quyết nữa dần tính nhàn vẫn nghe bạc tông hận nước thù nhà nắng chịu đôi vai. Thề quyết một ngày cùng ô lợi đối đầu tử sanh, tiệt đinh sang phu quân dẫn nước đã đoan chẳng nhớ phu quân giảng lý đăng trần. Dẫn chuyến quân lương đêm ngày dứt giá chắc lòng cũng chậm niềm thương lễ quê này đông mau lửa đạn tên. Phụng Hoàng rồi ngũ nữ tướng Cường Sang con Sa Cơ bị bắt đó mẹ à. Rồi sao con về được đây vậy con? Dạ thưa mẹ, nó sao? Dạ nó buộc đẻ phải gái duyên cầm sắc. Rồi con nghĩ như thế nào? Dạ thế nào? Dạ túng thế tùng quyền cho nên con cứ cấu cải kim để sống về đây gặp mặt Lĩnh Nghiêm, dù tha giết con đây cam chịu. Hãy chốn luôn. Con là người từng giao huấn công môn văn võ lão tông sử kinh, tao luyện tam càn ngũ luân sách kèm mài niệm, sao lại bất tùng phụ mẫu chi ngôn. Tội của con mạo mạn xoáy đường trộm lệnh xuất kinh, đã khiến bao người chết thảm giữa kiếm đao, tự đại ngông cuồng làm chi hại đường binh. Đó là một tội còn gia tăng thêm tội thứ hai, thầm lén trao tình định ước hôn nhân, tự ý chuyên quyền không đợi lệnh mẹ cha. Tùy mẫu thân quyết định sống chết sanh tồn còn không dám than gian, quốc pháp ta hành không chỉ kỹ chỉ thân, định phan xoay đường bàn lệnh cai đào. Võ đã quân dẫn ứng luôn phát trường sứ trám. Thôi nguy rồi hổ ơi, chiếu quốc pháp phàn Nguyễn Nhung nghiêm quân lệnh, thề thì chốn pháp trường tiết công tử sẽ thọ tru, làm sao bây giờ hả? Tần Hân hả? Bây giờ anh hãy kéo dài dây khúc hành hình, tôi chạy báo tin dữ cho tế tự Tiết Tinh Sang cứu nạn. Được rồi, lẹ đi. Hồ biển. Quân binh kim đào chính tù
quân lương kiếp màu cháy sàn. Biên thùy binh tướng đang giao tranh, cần lương cần gồm giao kiếm đao diệt trừ phiên nô. Dừng bước ba tiết bổn quan, dừng bước ba tiết bổn quan. Nghe đạo nhân hỏi chuyện gì khẩn cấp dục giả bước lộ trình. Tai biến xảy ra rồi, huyền soái nói trận lôi đình, em ứng luôn công tử chiếu quốc pháp phải thọ tu chẳng gì tình thiên. Như sét đánh ngang mài, ta không thể kiên trì, lệnh truyền cho phó tướng giữ quân thảo hộ tống về sau, ta cứ ứng luôn. Xin dời gót. Đã đến giờ hành quy. Chạy lẹ tiết bổn quan ơi, chạy lẹ tiết bổn quan. Đại ta, ta sẽ sáng, ta sẽ sáng. Hồi trong thứ hai. Lên tiếp bông quang ơi, chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. Ta cũng hết hơi rồi, nhưng không sao, ta sẽ cố, đừng lo, ta sẽ cố ứng luôn. Hồi trong thứ ba, mang đao hạ lưu nhân. Ứng luôn, ứng luôn cô. Tâm hồn à, khi nhìn con thỏ hạ thu, ứng luôn đã làm chi phạm tội quân hình, để mẫu từ con đoạn nghĩa tình thâm. Con không thể khoanh tay nhìn liêu tướng khinh khi đường băng tanh nghi tài. Tô bưu đọc ô lợi hát cướp hải quan, con cái lính đôi đầu mẹ an bình bất đồng. Lòng trung nghĩa cao vời, tận giả báo quân ân, sao nỡ đem ra chém, trong lý vẫn có tình. Đã đến giờ hành quyết, xin bảo giá quan cho chúng tôi đi thi hành quân lệnh. Cha, cha cứu con, nhưng lại trên đây con chết sao cha? Võ đạo quân, thi hành quân, bãi pháp trường. Võ đạo quân, bãi pháp trường. Bảo gia quân, xin ngài đừng để chúng tôi đi khó xử. Cứu con cha. Xảy ra, ta dẫn nó luôn về Nguyễn Dung định liệu. Bảo gia quân. Xảy ra! Đưa lại! Xảy ra! Dạ, đường trào thế tử, dẫn lương quan danh tiết đinh sang, hộ tống đoàn xe lương thảo đúng trăm xe, đến quan ải hiên dân công bộ. Chào quan nhân mới về. Chào. Quan nhân vì nước chẳng nài gian khổ, nên công sẽ hưởng vinh quang, hơn hộ nhị vị. Dạ. Yeah. Kiểm quân lương túc số bá xa, báo bổn soái ghi công nhất điểm. Tuân lệnh. Quan nhân. Dạ. Yeah. Quan nhân đã lao tâm vì trách nhiệm ngày đêm vất vả trong lộ trình. Bổn soái cho người trở lại hậu dinh để dưỡng an quy thề.
nhọc nhằn có là bao khi nỗi đau trầm chất. Sao bà đoạn dứt nghĩa can thường, đồng xót thương thâm mà tình. Nghe lời than trách chiến lê quê xe lòng à, thiếp đã có lỗi làm chi để cho quan phụ Phật lòng. Kinh thơ thiếu trung mà để lòng chắc ghi á, trong sanh thành nhưng nghe vướng người, vì sao bà đem mứng luôn gia hình. Vì nghịch vi khinh thường chiêu pháp không nghiêm trừng, tôi làm tròn quyết không dùng tình à. Nhưng còn tôi tình cha con à, cần biết con đã vướng tội. Bổn soái đây sai chưa tương đương đầu với Ô Lợi Hắc. Điêu Nguyệt Nga bị Bửu Tăng phải thọ thương. Nếu tôi xuất binh e chưa tương phải thọ ương. Ngày sáu khắc đêm năm canh lo nghĩ kế. Nghịch tự ứng luôn nó chẳng nghĩ suy cho kỹ. Ý sức mình không xét lợi hại của Tây Liêu. Nó ra quân khiến cho tương bại binh thua. Riêng nó bị Ô Lợi Hắc vũ vào cũng Hoàng Sơn lãnh. Gặp nữ Tương Sơn Dương là thần nữ, bị giam cầm tự ý kết duyên. Cái tội bất hiếu bất trung lại còn quý tử tham sanh. Hai tội đó khó dung nên trảm quyết đáo gió. Vâng, tôi xin khuyên soái à, thầy xin à, giảm tận lôi đình lượng hải hà như dung. Cho dưỡng tự ứng luôn, xét xa gặp cảnh suy vong làm danh tướng. Không lẽ phanh tay ngồi nhìn nên cái lệnh của bà, cái thân bồi đắp cho gian sang. Ui đi quan nhân đừng binh nó, nghịch tướng luôn đã phạm luật hình thì phải trị trừng. Không thể gì kỹ gì thân, bà cho tôi xin đi soái thê. Ông chứ gian xin đừng trần ngôn đến việc này, nó mang hai tội tài trời. Theo quân pháp không thể thứ tha. Soái thê nè, ý của tôi đã quyết định rồi, cần phải xử việc nhà rồi sao mới toan việc nước. Bà chứ đoạn tình mẫu tử, bà đem chém mứng luôn vợ luôn ơi, luôn ơi chết con rồi con ơi luôn. Dạ mẹ con chí quyết giết con rồi đó luôn à. Cha cứu giùm con đi cha, chẳng lẽ cha về đây mà cha để con chết sao cha. Luôn ơi, dạ con chỉ là con nuôi thôi, mà sao hoàn cảnh của con giống cha quá luôn à. Vậy hả cha? À, ngày trước cha gặp mẹ con cũng vậy, mà sao bây giờ bà lại chí quyết giết con rồi đó. Dạ. Thôi thì để cha vào cải luật cứu con cho trọn tình phụ tử nha. Dạ con đội ơn cha. Võ đao nán lại chờ ta. Bây giờ con chóng mắt con coi cha. Cha bước vào trong cha kêu Phàn Lê Quê soái thề, mẹ con sẽ khoanh tay giả liền cho con coi. Coi cha nghe không? Phàn Lê Quê soái thầy, tôi quan nhân. Dạ. Chuyện gì vậy quan nhân? Sao ông chưa về yên nghỉ? Nghỉ sao yên soái thầy? Tôi vào đây xin bà suy nghĩ thương lại cho con đó nhờ. Người quân tử xếp trong can kỷ cũng lắm phen ngổ biến tùng quyền. Tôi xin lỗi bà, nếu hôm nay bà bắt tội trẻ nó tự chuyên, nhưng sao thuở trước không tự phạt mình là tử chủ. Bà tri kỳ bỉ nhưng bất tri kỳ thử, bà bắt tội người ta mà sao không xét lỗi mình vậy à soái thê. Quan nhân. Dạ. Tôi tự chủ làm sao, tôi lỗi gì vậy hả? Bà cho tôi nói không? Thì ông cứ nói. Tôi nói hết à nghe. Có lẽ lâu ngày bà quên rồi,
Tôi xin nhắc lại. Quên. Dân. Tôi quên à? Phải. Ông nhắc đi. Rồi tôi nhắc. Nhân thân của bà là tổng binh Phàn Hồng, tức nhạc gia của tôi. Tiền Nhật Hàn gian quan trấn thủ. Tôi đây nãy vì nguyên soái của đại đường. Tôi cùng cha bà mặt trận tranh thương. Ông thất thế chạy về bế ải. Lúc đó bà đang học đạo trên non đó. Bây giờ tới bà đó nghe bà. Bà nghe tin cha bị thương, bà nóng lòng tả thầy về ải, quyết chí báo thù cho cha. Đúng rồi, làm con phải báo phụ thù. Có hiểu quá à. Nhưng mà bà ra trận, bà gặp tôi, bà nhìn tôi hỏi cái, bà đánh đâu có nổi. Bà mới... Ông. Dạ. Ai khảo ông mà ông nói gì vậy? Ai tra ông mà ông khai vậy ông? Thì bà cho tôi nói mà. Thì ông cứ nói. Thì tôi tiếp tục nói. Nè, nhưng ông nên nhớ rằng đây là chốn công đường. Muốn nói phải lựa lời mà nói nghe ông. Rồi, cho nói trận hỏng trước rồi. Bây giờ tôi tiếp tục nói nghe. Nói đi. Bà mới bài chuyện gái sắc trai tài, bộ cái tình chức nữ ngưu lang. Tôi đâu có chịu bà. Bà mới tuế phép thần thông mà bắt trói tôi. Ngộ biến tôi phải tùng quyền. Tôi với bà mới kết chữ lương duyên. Nòi gương trước kẻ sau nó sanh sự. Cái này tại mình mà xoáy thê. Mình là người lớn lại khai đường mở lối. Cho nên ngày nay con với dâu mình mới bắt chước mẹ cùng cha. Tôi hỏi bà, tại sao lỗi của mình thì bà lại bỏ qua? Bắt tội trẻ đem ra mà chém là nghĩa lý gì? Trả lời. Hả? Thấy chưa cha? Quán nhân. Dạ. Ông chớ nhắc chi chuyện cũ. Phòng toan lắp mất lỗi sao? Tôi chẳng niệm ý tình. Ông đừng phân gan tất. Cầm ẩn soái muốn không sơ tất. Chấp phép quân tiếp phải phân minh. Con ở trong nhà tự ý tư tình. Người ngoài ngõ lưu tâm chê nhạo. Tôi đồng ý. Quan nhân. Dạ. Ông với tôi mà ông đem so sánh đứng luôn với thần nữ coi sao được. Xoái thê tại sao vậy xoái thê? Ông vốn đường trào thái tử. Đương chức. Tôi nãy di cái mã ngọc đường. Đúng rồi. Thầy tôi có nói rằng. Nói sao? Tôi và ông nợ ba sinh xé mối chỉ hồng. À. Duyên bình thủy kết dòng chỉ đỏ. Tôi biết ý xoái thê rồi. Bà mới nhắc khéo tôi về cái chuyện môn đương hộ đối chứ gì. Vậy chứ sao ông? Vậy tôi hỏi bà nghe. Thằng Tiết Ứng Luôn trước kia chưa phải là con nuôi của mình. Nó làm nghề gì để nó sống? Chủ trại Ngọc Tuy Sang. Còn con thần nữ ngày nay làm nghề gì để mưu sinh? Thảo khấu ở núi Phụng Hoàng. Thì đó. Thấy người lớn nó soi gương cho trẻ nhỏ. Lỗi bề trên cứ bỏ sợ bắt tội con thơ. Như chúng mình đây là Ngọc Đường Kim Mã Sánh Tóc Tơ. Còn thần nữ Ứng Luôn thì cướp đảng cường sang nó dày duyên cá nước. Hãy con quan thì lấy con quan, còn móc túi thì lấy giật đồ vậy hà. À thôi. Quan phu chưa có nhiều lời dân gian. Nghĩ tình nhà mà lỗi bề tôi chúa. Đã biết cầm luật chiều đường. Giảm nổ lôi đình xoay thề ôi. Nhiều dung mà cho âu tự. Bà đoạn lòng nào đem nó ra truyền lình chém ma. Tuy biết rằng giáo tử cho nghiêm cái quyền trị răng do ở nơi bà. Ông nè, ông biết vậy thì đừng có nhiều lời gián. Dài tôi e rằng tôi ấy chạy nọc đến ông. Ủa? Tại sao tội thằng Luôn chạy nọc qua tôi và xóa thê? Tội ai làm nấy chịu chứ. Tôi hỏi bà tôi biết tội tôi là tội chi. Ông không biết ông tội chi. Dạ tôi tội gì? Chắc ông quên rồi. Hả? Để tôi nhắc cho ông nhớ nha. Rồi bà nói lại câu hồi nãy của tôi. Ông đã nói với tôi là gái về phần tôi. Dạ. Con trai về phần ông. Dạ xin lỗi xoái thê. Cho tôi cướp lời của bà đi xoái thê à. Nhờ bà nhắc tôi mới nhớ. Cái này xoái thê lấn quyền tôi rồi đó xoái thê. Hồi trước tôi giao kết với bà, con gái mới phần bà giả dỗ, con trai thì phần của tôi giáo nghiêm. Thì tại sao hôm nay bà lấy cái quyền gì bà đem giết thằng con trai cưng của tôi mà không thông qua ý kiến tôi trước, tại làm sao trả lời? Ông nói con gái về phần tôi, con trai về phần ông. Rồi tại sao bây giờ ông giáo tử bất nghiêm? Tội ấy về ai vậy ha
Sao mồ hôi cha thoát hết trơn trời vậy cha? Quyết liệt lắm rồi con. Một cha cãi với mẹ con dữ lắm hả? Kịch liệt lắm. Trời ơi, ngoài này con nghe thộp bóp 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 bóp. Mà con biết ai thộp ai, con biết cha thộp là mẹ thộp, con sợ quá à. Con ngoài này con nghe tiếng thộp bên trong. Cha nghe lớn lắm cha ơi. Cha thộp mẹ con đó. Cha thộp mẹ con. Ừ. Trời ơi, sao nay cha dám thộp mẹ con? Sao không dám, cha là chồng mà. Chồng chúa vợ tôi, chẳng những thọp mẹ con thôi mà cha bắt mẹ con khoanh tay nữa đó. Dữ vậy hả cha? Ừ, nhờ vậy bây giờ tội con nó chạy rồi hả cha? Nó chạy nọc qua cha rồi. Ủa, tại sao tội con mà chạy nọc qua cha? Vì mẹ con nó bắt tội cha là giáo tử bất nghiêm. Cha, con biết mà, sách đã có dạy, tử bất giáo là phụ chi quá, giáo bất nghiêm tức sư chi đọa. Dạ, mẹ con nói phải rồi. Học trò có lỗi là tại ông thầy, thằng con mà làm quấy là tại thằng. Mà luôn nè. Dạ. Nói là nói vậy không sao đâu con, cha còn có chỗ cãi mà. Dạ. Ngôn ngữ như luôn mà luôn. Bây giờ con chờ cha ha. Dạ. Cha vô cha phá án cha trước rồi cha giải cứu con sau nghe không? Đội ơn cha. Đừng sợ, cha chết trước còn chết sau. Dạ. Bây giờ con ở đây con chờ cha. Cha đã nói lý, mẹ con không tha. Cha nói tình, mẹ con không tha. Thì bây giờ cha quyết một trận sinh tử với bà. Con chống mắt con coi cha. Dạ, thẩm sư thầy, tôi Quang Nhân. Dạ. Quang Nhân. Dạ. Quang Nhân, dạ. Quang Nhân, Quang Nhân. Dạ, 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 dạ. Dạ. Trời ơi, sao hôm nay làm gì mà ông lộn xộn với vậy ông? Dạ bẩm Xóa Thê. Trời ơi, tôi vô mặt lắm rồi. Tôi vô đây tôi phá án tôi chứ Xóa Thê. Dạ. Vậy à? Bà miễn hầu tôi đi Xóa Thê. Được rồi, tôi miễn hầu cho ông đó. Dạ, cảm ơn Xóa Thê. Dạ, bẩm Xóa Thê. Khi nãy bà bắt tội tôi là cha của thằng Luân, giáo tử bất nghiêm. Tôi xin nhận lỗi tôi không dám cãi với bà. Nhưng tôi chỉ xin bà suy nghĩ lại đi. Vì sách đã có dạy, nhất mộc sanh cam quả, nhất mẫu sanh chư tử. Dịch ra nó nghĩa là mẹ sanh con của đứa con trai, con gái như cây trổ trái, có trái ngọt, trái chua. Xoay thầy ơi, nó chỉ là đứa con nuôi và tôi chỉ là người cha nuôi. Mà dù là cha con ruột đi nữa thì xin xoay thầy đừng quên cái câu là sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác mà xoáy thê. Cha, ông giỏi lý luận với tôi quá ha. Dạ thật tình tôi không dám lý luận với bà đâu, nhưng tôi chỉ xin bà suy nghĩ thương cho con nó nhờ. Sanh tài gã nên trang tuấn kiệt, so sức chàng ít kẻ dám đương. Nó đã phế túy sang quy thuận đại đường, là chế dốc phò an tiên xã. Nếu chẳng dung cho gã, tôi e tiếng dữ đồn xa, ai dám đến đầu ta, có ai dám ra làm tướng nữa đâu Xoáy Thê. Trong thế ông quên rồi, tôi xin nhắc cho ông nhớ. Nhờ bà nhắc lại. Hàng tính chém ân cái nơi hổ trương, tôn võ chém cung phi nơi võ trường. Đời còn gọi tiếng trung lương, thế hải lưu danh thẻ bạc, võ đao quân. Dẫn ân luôn hạ sát, đầu đem nạp trương tiền. Trời ơi, nếu ai còn dám còn khuyên, Xoáy Thê gom lĩnh xoáy không kiến công gì chém vàng chém vàng xê ra. Xin giảm nộ lỗi định bơ Xoáy Thê ôi, nhiều dùng âu tử bởi dạy lỗi lầm, mà đoán lòng nào đem chém nó sao à. Dạ. Xoay thê ơi, Quang Nhân chưa nhọc lòng gián can, tội của nó đang biểu đầu, phiền ông nên về nghỉ an. Hôn thuộc gió đó hả lĩnh truyền chém ứng luôn. Phan bẩm Xoay Thê, tình mẫu tử bà đà không nghĩ, nghĩa can thường tiếc đinh sang này phải tin liều đã Xoay Thê. Tuy biết rằng tiếc ứng luôn dưỡng như nó phạm vào trong đệ luật thất liều, nhưng tôi hỏi bà tha cho nó hay là không? Không. Tôi xin lặp lại một lần nữa, bà tha cho nó hay là không? Không. Hoài quá. Được, tôi tha nó, đố ai làm chi tôi coi thử. Vâng. Dạ. Ở tôi. Hay à, hãy cho quan nhân giữ không, bởi tự ông sanh sự, đừng trách lễ quê chẳng dĩ nghĩa dĩ tình. Bác bố
ông có nghe không? Sói Thầy hỏi tôi về việc thần nữ cử đại đội hùng binh. Dạ, tôi có nghe. Vậy cảm phiền quan nhân ra trừ giùm giặc thần nữ đi ông. Xin tuân lệnh. Sao ông chưa đi mà còn đứng đó? Dạ, dạ bẩm sói thê, tôi muốn hỏi cho rõ rồi mới dám lên đường. Dạ có phải thần nữ này là tình nhân của Tuyết Quốc Luân không vậy sói thê? Chứ còn ai khác? Trời ơi, vậy là dâu rồi đánh gì trời? Dâu ai? Bà hỏi lạ, thì dâu của... Của ai? Của ai? Của mình tôi. Mình ông thì cũng ra ông hỏi đi. Chắc chắn vậy. Dạ cảm ơn bà. Cha, có việc gì vậy cha? Chú Luân nè. Dạ. Chú tệ quá chú Luân. Việc gì mà cũng tệ cha? Tôi vì thương chú, sợ chú bị chém đầu, mới vào khổ khổ hay cầu xin tội cho chú. Thấy không, thảo thân thảo thổ đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Dạ con biết mà. Vậy mà chú biết ơn tôi mà. Dạ con biết ơn cha, con nhớ ơn cha, con đội ơn cha lắm chứ. Con biết ơn cha. Dạ. Con nhớ ơn cha. Dạ. Con đội ơn cha. Dạ. Dạ thôi cha cảm ơn con. Sao vậy cha? Nhờ chú biết ơn tôi đó, chú mới xúi vợ chú xuống đánh vợ tôi đâu phải không chú Luân? Dạ dạ con đâu có dám vậy cha. Cha nghĩ coi, con bị mẹ mắt giam cầm ở đây làm sao con lên non cho nàng hay được. Có lẽ nàng vì quá nhớ thương con xuống đây thăm chồng chứ làm sao dám đánh mẹ chồng. Mà dù xuống đánh thì đã là sao đâu, liệt phụ báo phu cừu đó mà. Cha nhìn nhận con dâu cha chổi này đó nghe. Dạ đội ơn cha. Thôi khỏi cảm ơn. Sao vậy cha? Bây giờ vợ của cha sai cha. Dạ. Đi đánh vợ con. Trời trời, cha lỡ nồng nào cho đánh vợ con sao cha? Nói là nói vậy chứ lý nào Luân thường đảo lộn cha chồng đánh nàng dâu sao Luân? Dạ, nhưng mà lệnh của mẹ con. Lệnh là lệnh, cha còn chỗ cãi mà. Yên chí chờ cha nghe. Dạ. Ủa, sao ông chưa đi? Ông làm gì vậy? Dạ bẩm sói thê, tôi đã lên lưng tuấn mã, nhưng bỗng nhớ một chuyện tôi phải hoài vào đây tôi hỏi sói thê. Bà mà trả lời xong thì tôi đánh lệnh đi liền nó sói thê à. Thì ông hỏi đi. Dạ bẩm sói thê, xa vắng lâu ngày, bà thì cầm ấn nguyên sói tiền quân, tôi dẫn lương quan hậu quân. Xa vắng lâu quá, tôi không nhớ tôi là chi có sói thê vậy. Sói thê ha. Ông này hỏi lạ không? Thì ông là chồng của tôi chứ là gì? Tôi mà là chồng của bà. Vậy chứ tôi đố bà là chi của tôi? Ông này hôm nay thiệt là cắt cớ à. Thì tôi là vợ của ông chứ là gì? Bà là vợ của tôi à. Ngộ quá, tôi chồng bà vợ tôi ha. Vậy chồng xin hỏi vợ câu nghe. Nếu như tôi ra trận này mà tôi bị con thần nữ nó giết tôi chết đó, thì sói thê mới nghĩ là sao ha, bà vợ ha? Nếu thần nữ nó giết không chết, tôi sẽ giết lại nó để trả thù cho ông. Bà giết lại trả thù thì đó, con thần nữ cũng vậy. Bà giết chồng nó cử binh nó đánh bà, nó cố thù bà, đâu phải cố thù tôi. Sao bà sai tôi đánh nó? À, sói thê là đàn bà, con thần nữ là con gái mà. Có tài có mỏ thì cứ gõ với nhau, còn tôi là đàn ông sao biểu vô mà gõ. Tôi thử ông đó thôi. Nói thiệt tôi cũng hết phép rồi. Được rồi, tôi sẽ ra trận cho biết tài thần nữ như thế nào. Đà thả. Còn tối thằng luôn á thì... Tôi biết ý sói thê rồi. Tôi xin lãnh ngoại hầu tra cho nó. Giao ứng luôn lại cho quan nhân để điện thiếp đem quân xứng dịch. Xin nguyên soái vững dạ yên tâm bước ra đi phái đề phòng kỹ càng. Chúc cầu soái thề đua tài cùng cường sang, sang chiến thắng thâu thần nữ hồi đường mang. Cảm ơn quan nhân xin giữ gìn chiến này. Tám quân chiến thắng binh. Lần thứ nhất trên đời mới thấy nàng dâu áo chiến với mẹ chồng. Tôi chết rồi,
Hồ Thông quan võ thần thông bị phép bao mẹ chồng tan xác rồi. Bổn soái chưa tan xác, chỉ dụng phép thuật ẩn thân. Thật ta không ngờ, ta không ngờ thần nữ ngoài nhan sắc phương phi còn có thể ma thuật cao, cầm trong tay bửu vật ngũ linh kỳ, sấm vật chớp giăng gió mưa nổi dậy. Nếu ngũ linh kỳ ta nắm trong tay, phương tan của phiền nô có cơ trừ được. Nếu như nguyên soái mở lòng rộng lượng, sẽ có được dâu hiền thêm tướng tài ba. Nhưng thần nữ với ta đã quá ra cừu định. Dạ không sao, nàng sẽ quy hàng nếu có lòng yêu chân thật. Tôi sẽ tìm cách dụ nàng xuống núi, xin lỗi mẹ chồng tiếp xúc phạm vừa qua. Giao nhị vị tướng quân nhiệm vụ chu toàn, được công đầu trong cuộc bình tiên. Tiễn biệt nguyên nhung tôi nguyện xả thân mình, non nước sẽ thanh bình khi dứt cuộc can qua. Đừng có phải Dương và chú không? Ok. Cháu có nhìn ra vụ ngôn đậu như khổ nè. Nè thần nữ, cháu có nhìn ra chú không? Tần hớn nè. Dương, chú ơi, công tử đâu? Cháu trong tình trạng lục lễ đáo sơn đầu, thương nhớ bàn ngọc năm canh sầu thơ thương. Ôi, tội nghiệp cho cháu thơ, đâu có hay biết gì đâu. Hân ơi, Hân ơi. Gì đó hổ? Anh can đảm hơn tôi, anh nói trước đi. Anh nói đi, tôi ít nói lắm, nói đi. Trời ơi, em được đâu, anh cao ráo, anh nói cái giọng anh dễ thương ngọt ngào. Anh nói đi, tôi nói không nổi rồi. Được rồi, tôi nói nha. Chú khuyên cháu đừng trông, đừng đợi, vì nguyên soái đã buộc tội giam từ hồn. 3 ngày nữa để mừng luôn pháp trường xử trảm. Dương canh ở ngoài, trao vào thăm nó, nhớ gần tới giờ xử tội rồi đó. À mà quên nữa, cháu có đem ngũ linh kỳ theo không? Dạ, dạ cô. Tốt lắm, hy vọng Nguyên Dung sẽ cho nó đôi công chuộc tội. Dương chờ. Dạ. Tiếc lắm. Kìa, tình nương. Tình nương. Ôi tay cầm tay mà anh ngỡ mơ màng trong giấc mộng, tưởng kiếp này vĩnh viễn cách xa. Khối tuệ tình thiên thu chôn lấp, tức tuổi nghẹn ngào bình tan trăm ngày. Hãy subscribe.
nào hay nỗi thương sầu để lụy cánh mài râu. Khúc nhà tiêu tao đàn lối nhịp, khóc tình thì ta câu đoán thể sớm phai lìa.
bắt đầu mở rộng lòng nhân cho yên quanh vậy thôi. Cho nên cần cầu giang gió nó đúng sức mỹ nhân.
thần nữ. Dạ. Ta muốn biết nàng có yêu Tiếp Ứng luôn không? Dạ. Thế nào? Dạ yêu. Yêu à? Ứng luôn. Dạ. Con có yêu thần nữ không? Dạ thưa mẹ, con có hay không? Dạ, dạ. Thế nào? Dạ, dạ con có yêu. Sao? Con yêu thần nữ thật à? Dạ, dạ. Xoái thầy, xoái thầy ơi, bà hứa cho tôi sao vậy vậy nè? Ông để cho tôi. Chuyện lành hay chuyện dữ đây? Dữ lành đó sao biết? À, Ứng luôn, tay nào con đánh thần nữ? Thần nữ, tay nào người nhéo Ứng luôn? Vậy thì tay hãy nắm lấy tay tâm tình. Xui cay cưới vợ gả con phao tươi nổ tưng bừng rồi sẽ lên đường bão loạn thiên bang hết quả đạo bình muôn dân sống thanh bình có vợ.